xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Ok, hôm nay mình sẽ làm một cái clip là về ẩm thực nha các bạn nhé. Mình sẽ làm một cái món clip, một clip là về một món rất chi là hay luôn và rất chi là dị các bạn ạ. Thế đây, trong túi mình đã chuẩn bị sẵn một quả cà chua các bạn nhé. Duy nhất một quả cà chua nhé các bạn ơi. Thì đó, bây giờ mình sẽ chuẩn bị là mình đi nhóm cái bếp này và mình sẽ vót một cái cây và mình sẽ nướng quả cà chua này nhé các bạn nhé. Mình sẽ tưới nước mắm lên, khi cái nào chín thì mình sẽ tưới nước mắm lên, mình sẽ ăn những cái món độc lạ như thế này các bạn nhé. Bởi vì là từ bé giờ mình chưa bao giờ mình làm những cái món như thế này các bạn ạ. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm những cái bây giờ đi lấy củi và làm cháy cái bếp này nhá các bạn nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ cất cọ. Bây giờ thì mình sẽ chỉnh lại cái bếp này nhé các bạn ạ. Ok. Các bạn ơi, mình nghịch cu các bạn ạ. Nóng các bạn, mình bỏng các bạn. Đó. Ok. À, nó đã đúng hướng rồi các bạn ạ. Đây, mình sẽ chỉnh cho đúng hướng luôn nha các bạn nhé. Các bạn à, mình bị lột ra tay luôn các bạn ơi. Bởi vì là cái viên gạch nó đang có than nên rất là nóng các bạn ạ. Mời quá các bạn ạ. Các bạn ạ, bếp đã cháy rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi lấy thêm củi và mình sẽ tạo thêm than nha các bạn nhé. Vì nướng cái quả kia, món kia thì mình sẽ không bao giờ mình dùng đến lửa các bạn ạ. Mình chỉ dùng tới than thôi nha các bạn nhé. Đó. Giờ mình sẽ chỉnh máy quay lại một chút các bạn nhé. Ok. Ok các bạn nhé.
đây các bạn ạ. Mình vừa đi nhặt được một cây củ nhé các bạn nhé. Đây là một cây củ đã bị đun dở các bạn ạ. Đó, bây giờ mình sẽ cho vào bếp và mình đun nhé các bạn nhé. Lá cây nữa mình sẽ cho vào bếp cùng các bạn ạ. Đây là lá của cây keo nhé các bạn nhé, chảy rất là dễ luôn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ phải đi đấy thêm một chút lá nữa để cho nó cháy được những cái cây củi này nha các bạn nhá. Bởi vì những cây củi này to quá các bạn, cho nên mình sẽ phải đi lấy thêm một ít lá nữa nha các bạn nhá.
này mình sẽ mình làm món này mình sẽ cần phải cần than nha các bạn ơi, cho nên là mình sẽ phải đun rất là nhiều củi để mình thì mới nướng được nha các bạn nhé, chứ mình không nướng bằng lửa đâu các bạn ạ. Sẽ chỉnh lại cái máy quay một chút các bạn nhé. Ok. Ok các bạn ạ, bây giờ thì mình sẽ phải đi cầm dao đi vót cây các bạn ạ, vót cây để xuyên cái quả cà chua đó các bạn, thì mình sẽ mới nướng được nha các bạn nhé. Ok các bạn ơi, các bạn có thể thấy là mình vừa vác một cái cây rất là to về, rất là to dài về các bạn ạ. Thì mình sẽ lấy cái cây này mình xiên làm, mình vót làm que nhé bạn nhé, để làm xiên quả cà chua các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cất dao đi, mình sẽ mang ra ngoài kia mình chặt nha các bạn nhé.
Ok các bạn ạ, mình vừa mới chẻ được một cái đoạn cây ngắn ngắn như này các bạn ạ. Và mình sẽ phải vót ra nhá các bạn nhá. Mình sẽ mang ra ngoài mình vót các bạn ạ. Bởi vì mình vót ở trong này. Vót ở trong này thì các bạn xem được, nhưng mà do vi phạm chính quyền của YouTube cho nên là mình không thể ở trong này review cho bạn xem được. Ok, thì mình sẽ cầm dao ra bên ngoài mình vót cái cây này nhá. Ok.
Hello các bạn, mình đã quay trở lại đây. Đây mình đã vừa mới vót được một cái cây này, cái cây nhọn này các bạn ạ. Tí nữa mình sẽ mang đi xiên của cà chua nhé các bạn nhé. Tại vì bếp đang rất là khói. À đây, mình sẽ cất ngay cái cây này các bạn ạ. Mình sẽ phải cất đi nhé. Các bạn ạ. Hiện tại mình đang rất là cay mắt. Cháy rồi nha các bạn nha. Cháy rồi các bạn ạ. Không biết bao giờ mới được than để đun đấy các bạn ơi. Sự là cũng rất là khó luôn. Củi ở đây cũng rất ít các bạn ạ. Đang cũng rất là cháy rồi nha các bạn nhé. Gió đang rất là mát các bạn ạ. Quay mình đang gió rất là mát luôn.
phải rất là lâu các bạn ạ. Tức là mình sẽ phải đi kiếm thêm ít củi nữa các bạn ạ. Ok các bạn ơi, mình đã quay trở lại rồi đây các bạn ạ. Lấy được toàn cây nứa thôi. Cây này mình có mang đi vót đấy các bạn. Bạn ạ, mình rất chi là nóng luôn vì mặt trời đang rọi xuống qua chỗ tôi các bạn ạ. Rất chi là nắng nha các bạn nhá. Cực kỳ nóng luôn. Bạn nhìn thấy đây. Nắng thực sự luôn. Các bạn ạ, lửa đang cháy rất là to luôn các bạn ạ. Mình sẽ phải đợi nhá các bạn nhá, mình sẽ phải đợi để cho lửa nó cháy hết than đi. Cháy hết củi hết than đi các bạn ạ. Mình mới nướng được cái món này nhá các bạn nhá. Quá mình phải chạy ra đây ngồi thôi các bạn ạ. Các bạn có thấy không? Cháy rất chi là to luôn. Mình đang quan sát lửa cháy các bạn ạ.
vẫn đang quạt đấy các bạn ạ. Hiện tại rất chi là nóng nha các bạn nhé, nóng cực kỳ luôn. Rất là toát mồ hôi đúng không các bạn? Toát mồ hôi cực luôn. Cực kỳ luôn các bạn ơi. Nóng quá các bạn. Mình còn bị ngứa nữa các bạn ơi. Mình làm được cái món này chắc rất là khó luôn các bạn ạ. Nhưng sao mình sẽ kiên trì mình làm bằng được nha các bạn nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ du củi vào để cho nó cháy đều nha các bạn nhá. Bây giờ mình đang rất là khát nước rồi các bạn ạ. Mình sẽ phải đi lên nhà mình uống một cốc nước nha các bạn nhé. Ok. Mình sẽ quay trở lại đây trong ít phút nha các bạn nhé.
Hello anh em, mình đang quay trở lại rồi đây các bạn ơi. Đấy, mình đi vừa một lúc thôi các bạn ạ. Các bạn có chờ lâu lắm không? Đó thì mình sẽ quay trở lại với cái bếp thân yêu của mình nhá các bạn nhá. Úi giời. Bếp bây giờ thì cũng đã cháy rồi các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm xem có cái gì hay ho thì mình sẽ mình nướng luôn nha các bạn nhé.
anh em, bây giờ mình đã quay trở lại ra đây. Thì lúc nãy trời nắng quá các bạn ạ, mình sẽ phải đổi cảnh. Mình sẽ phải quay máy quay sang bên một góc khác cho nó dâm các bạn nhé. Thì đấy, thì bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn là cái quả cà chua và cái xiên kia rồi các bạn ạ. Thì mình sẽ ngồi vào đây, mình sẽ nướng cái quả cà chua các bạn nhé. Ok. Bếp đã tắt rồi các bạn ơi. Chỉ là bụi các bạn. Bây giờ mình sẽ nướng qua các bạn nhé. Mình nướng bằng lửa không biết có ổn không các bạn. Chắc là mình sẽ đợi lửa tắt và mình sẽ nướng bằng than nha các bạn nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ nướng nha các bạn nhé. Mình sẽ gẩy cái bớt củi ra. Khói quá các bạn ạ. Khói cực kỳ luôn. Các bạn có thể thấy không? Khói cực kỳ luôn, mình không thể nướng được.
gửi hết tất cả ra nhé các bạn nhé. Cái nào khói mình sẽ gửi ra hết. Ok, bây giờ thì mình sẽ nướng tiếp nha các bạn. Quá các bạn ơi. Các bạn ạ, quả này nó đang chín nước rồi nha các bạn nhé. Kiểu máy bay các bạn ạ. Thank you.
chỉ là nắng luôn, mình không thèm nói gì luôn đâu các bạn ạ. Mình đang rất là mệt luôn các bạn ơi. Cà chua thì chưa chín đâu các bạn ạ. Nhìn nó nứt thế này thôi nhưng mà chưa chín đâu các bạn ơi. Ok, mình đã bóc được cái vỏ của quả cà chua ra nha các bạn nhé. Mình sẽ nếm thử xem có vị gì ạ. Không ăn được đâu các bạn ơi. Không ngon tí nào. Rất chỉ là nắng luôn. Các bạn ạ, rất là nắng luôn các bạn ơi.
Nắng quá các bạn ơi, nắng kinh khủng luôn ạ. Các bạn ơi, mùi cà chua rất là thơm nhé các bạn ơi. Thơm cực luôn các bạn ạ. Đó. Các bạn ạ, nóng quá nên mình sẽ tạt đi uống nước một lúc nha các bạn nhé. Mình sẽ để vào cà chua ở đây các bạn ạ. Các bạn ạ, do là máy quay nó bị tiếp xúc bởi ánh nắng cho mình sẽ quay che máy quay lại các bạn. Ok. Mình đã trở lại rồi đây các bạn ơi. Thơm cực luôn các bạn ạ. Nhưng mà mới chỉ chín phần dưới thôi nha các bạn nhá. Chỉ chín phần trên thôi các bạn ạ. Than còn rất là nóng luôn các bạn ơi. Nóng quá bạn.
mình sẽ đổi đầu ấy nha các bạn nhá, để cho nó quả cà chua nó được chín đều các bạn. Tại là mình đang quay clip vào buổi trưa nha các bạn, cho nên là rất là nóng luôn. Với lại nắng nữa các bạn ạ. Chắc là chút nữa mình sẽ đổi cảnh quay nha các bạn nhé.
chẳng có các bạn ơi. Đấy, các bạn có thể thấy là mình nướng từ nãy giờ rất chỉ là nóng không. Ok, mình sẽ ngồi đây mình nướng nha các bạn nhé. Nóng quá các bạn ơi. Rất chi là nắng luôn các bạn ơi. Quá các bạn ạ. Các bạn ơi, thật ra mùi của nó rất là thơm luôn các bạn ạ. Quả cũng rất là mềm rồi, mặt trên này là rất là cứng rồi, nó chưa chín đâu các bạn ơi. Sau đó mình sẽ phải nướng tiếp nha các bạn nhé.
nóng cực kỳ luôn các bạn ạ, rất chi là nóng luôn nhá. Mình ngồi giữa khung trời là gần 40 độ C. Cực kỳ là nóng luôn các bạn ạ. Nóng luôn. Chưa chín đâu các bạn ạ. Nhìn nó có vẻ nứt thế thôi nhưng mà chưa chín đâu nhá. Bên trong nó nóng quá các bạn ạ, cho nên là nó đã bở rồi các bạn. Và mình sẽ phải để im nhé vì cái mặt bên dưới này nó chưa chín các bạn ạ. Đó. Mặt trên này đã chín rồi các bạn ạ. Đã đợi chín mình sẽ review cho các bạn xem là mình sẽ ăn cái quả này trong tay mình làm như thế nào nha các bạn nhé. Thực sự mình thò tay vào vẫn rất là nóng luôn các bạn ơi, rất là nhiều than. Nóng kinh khủng các bạn ạ. Hãy lấy nó mình quạt.
ok các bạn ơi. Hiện tại là mình đang ở ngoài trời rất là nóng thì mình bây giờ mình sẽ đi lên nhà mình sẽ uống một ngụm nước các bạn nhé. Và các bạn mình sẽ trở lại sau màn hình sau vài phút nha các bạn nhé. Ok. Chào tất cả các bạn nhé.
Ok các bạn ơi, mình đã quay trở lại rồi đây các bạn ạ. Đó, thì bây giờ thì trời cũng rất là nắng rồi các bạn ạ. Quả cà chua mình cũng đã chín rồi. Thì mình sẽ đổi cảnh nhé các bạn nhé. Mình sẽ quay lại, mình sẽ cất máy quay sang một chỗ khác nhé. Và mình sẽ làm một nồi dâm thôi các bạn ạ. Thì mình mới làm được cái món này các bạn nhé. Ok, thì mình sẽ chuyển máy quay sang đằng này nhé các bạn nhé. Ok. Đó. Thì đây. Đây sẽ là cái chỗ mà mình sẽ ngồi đun bếp ở đây các bạn nhé. Đây này. Đó. Sẽ ngồi đun lại một cái bếp ở đây và mình sẽ tiếp tục mình nướng cái quả cà chua này nhé các bạn nhé. Tôi nghĩ là quả này cũng đã nguội rồi các bạn. Tôi nghĩ là cũng chín rồi thôi. Ok, tôi sẽ ăn luôn cho các bạn xem. Các bạn ạ, mùi rất là thơm luôn này. Các bạn có thể thấy này. Đó, mình sẽ tách vỏ nó ra nhá các bạn nhá. Nóng lắm các bạn ơi. Ui ôi, tí nữa thì mất ăn các bạn ạ. Nóng quá các bạn ạ. Nóng quá, mình sẽ thử cắn một miếng xem sao nha các bạn nhé. Với tất cả các bạn. Các bạn ạ. Ăn nó như nước sốt cà chua ấy bạn ạ. Rất là chi là ngon luôn. Cực kỳ ngon luôn. Chưa chín đâu các bạn ơi, mình tưởng nó chín rồi nhưng mà nó chưa chín đâu các bạn ạ. Một chỗ ăn thì rất là ghê gớm, một ghê mồm các bạn ạ. Đó, đây phần bên trong của nó đây các bạn ơi. Bỏng quá các bạn ơi, bỏng quá. Quá đây, bỏng quá các bạn ạ. Đấy, mãi thì mình mới bừa ra được nha các bạn nha. Bỏng cực kỳ luôn. Và bây giờ mình sẽ thử ăn cái miếng này xem sao các bạn ạ. Ăn cà chua này có tác dụng là đẹp, làm đẹp da nha các bạn nhé. Làm đẹp da cực kỳ luôn. Có nhiều người tôi thấy nó có, người ta còn ăn sống nữa các bạn ạ. Ổn các bạn ạ, ăn được đấy. Đây. Mình sẽ cho các bạn xem là đây là món tiếp theo nha các bạn nhé. Anh nhầm, miếng tiếp theo nha các bạn nhé. Hai tay mình hai bên, nhìn rất chi là kinh điển. Đó. Mời tất cả các bạn nhé. Cái hạt của nó là mùi hơi ghê các bạn ạ. Mình sẽ không ăn hạt nha các bạn nhé. Mình sẽ lấy tay mình tách cái hạt này đi. Và mình sẽ... ăn nguyên cái thịt bên ngoài của nó thôi nha các bạn nhé. Đó, ok.
bạn ạ. Ăn cái phần ngoài nó chín nó sẽ ngon hơn các bạn ơi. Mình không quen ăn này là chua kiểu này đâu bạn ạ. Mình rất là buồn ói các bạn ơi. Bảo các bạn ạ. Nói chung là quả này sẽ không ăn được nữa đâu các bạn ạ. Mình sẽ bóp tan quả này luôn. Mình sẽ ngồi nghịch nha các bạn nhé. Rất chi là kinh các bạn ạ. Ok, thì mình sẽ để máy quay tại đây, thì mình sẽ lên nhà đến giờ ăn cơm rồi, cho nên mình sẽ mang cơm xuống đây mình ăn cùng các bạn luôn nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ lên nhà rửa tay và mình sẽ mang cơm xuống đây, mình sẽ review và ăn cho các bạn xem nhá. Ok. Ok các bạn ơi, vậy thì mình đã quay trở lại rồi đây các bạn ạ. Đó, các bạn có thể thấy là hiện tại mình đang cầm một bát cơm đúng không? Bát cơm này gồm có là cơm trắng nhé các bạn nhé. Và đây là trứng các bạn ạ. Cái vàng vàng đây là trứng nhé. Đây là trứng các bạn ạ. Đó. Còn dưới phần cơm này mình đã chan một nước canh, cũng là nước canh trứng luôn. Hôm nay toàn ăn trứng hay sao ấy, xếp toàn trứng hay sao các bạn. Đó, hôm nay mình sẽ review cho bạn ăn cái món trứng xếp nấu các bạn nhé. À, ngon cực kỳ bạn ạ. À.
với tất cả các bạn nha. Mình sẽ quay lại trong vài phút nhé. Trở lại ở đây thì ngoài kia có xích mích chút là xích nó là quẳng nhau các bạn nhé. Đây là con chó các bạn ạ. Mình sẽ nói sơ qua về cái món này nhé các bạn nhé. Món này nước canh ấy thì anh sếp của mình đã làm gồm có trứng này, trứng gà nhé các bạn nhé. Trứng vịt thì tanh lắm không ăn được đâu. Trứng gà này, cà chua này, hành này, rau thơm này, đó, rất chi là ngon luôn. Còn về phần này là sẽ là trứng nhé các bạn nhé. Mình sẽ ăn thử xem bên trong trứng là cái gì. Này. Các bạn ạ, đây sẽ là nguyên là trứng thôi các bạn ơi. Trứng này gồm có là rau thơm này, hành này, ớt nữa các bạn ạ. Ăn rất là ngon. Mình cứ tưởng là anh ấy cho thêm cả cái gì vào bên trong cơ, hóa ra là nguyên trứng thôi, nhưng mà rất là ngon cực kỳ luôn. Để mình sẽ cho con chó nha, bên cạnh mình ăn một miếng này nha bạn nhé. Các bạn ạ, nó rất là sợ, nó không ăn mình các bạn ạ, nên mình sẽ ăn nhá. Ngon cực kỳ luôn các bạn ơi. Okay, các bạn ơi, ngon cực kỳ các bạn ạ. Yêu. Con chó này rất là ngại các bạn nha. Mình phải bỏ nó ra, mình ăn cho nó dễ ăn với cả các bạn. Ngon quá các bạn ạ. Mình sẽ ăn một miếng ớt nhé. Các bạn ơi, cay rồi các bạn ơi. Nè, miếng ớt cay quá, mình tưởng là ớt ngọt cho nên không cay. Nó ra ăn vào cay. Mình sẽ bỏ ớt này đi này các bạn ạ. Mình ăn hết thì mình sẽ lại lên lấy tiếp nha các bạn nhé. Thực sự
sự là rất là cay luôn các bạn ạ. Mình lại không ăn được cay cho nên là mình sẽ bỏ hết ớt nha các bạn nhé. Các bạn ạ. Đây là một món ăn nói chung là rất là giản dị các bạn nhé. Chỉ có gồm trứng này, với lại nước canh và cơm thôi các bạn. Đó. May mắn là mình đã di chuyển vào cái bụi chuối này cho nên là trời rất là đang rất là mát nha các bạn. Gió đang thổi rất là mát luôn. Nãy mình ngồi kia mình chết nắng luôn các bạn. Mình ăn sắp hết cơm rồi các bạn. Đó. Mình ăn sắp hết cơm rồi. Bạn ạ, mình sẽ bắt đầu là mình sẽ lên lấy một ăn một bát cơm nữa nha các bạn nhé. Mình sẽ xuống xem, lên xem còn gì ăn không. Mình sẽ lên lấy tiếp nha các bạn nhé. Và mình sẽ lấy xuống đây mình ăn cùng các bạn. Ăn dưới này rất là mát các bạn ạ. Ăn cơm dưới này mát cực luôn. Mát mẻ, thoáng đãng, gió. Hơn ở điều hòa các bạn ạ. Đó, thì mình sẽ lên nhà các bạn nhé. Ok các bạn ơi, mình đã quay trở lại rồi đây ạ. Đó, trên tay mình lại cầm một bát cơm. Đó, đây là một bát cơm. Bát cơm trứng nha các bạn. Nó y hệt với cái bát cơm lúc này đó. Các bạn có thấy không? Trong này là ba miếng trứng mình đã gặp được nha các bạn. Đó. Dưới những cái đống cơm này thì mình đã chan một vài thìa cánh gồm trứng gồm trứng và
luộc trứng và cà chua như các bạn và một ít rau, nãy mình cũng nói rồi đó. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mình ăn với các bạn luôn. Đó. Ngon các bạn ạ. Thì mình ăn với các bạn là tí nữa mình sẽ ăn phải ăn bữa trưa luôn các bạn nhé. Nó. Đó, thì bây giờ mình sẽ ăn cái miếng trứng này. Mời tất cả các bạn nhé. Ngon lắm các bạn ơi. Các bạn ăn cơm ở ngoài như thế này thì các bạn sẽ thấy rất là mát luôn nha các bạn. Đó. Mình sẽ vặt chân ăn như một đá giám đốc luôn. Các bạn nhìn thấy mình có giống giám đốc không ạ? Chắc là không rồi. Ok. Mình sẽ ăn cái miếng trứng này nha các bạn ơi. Xin mời tất cả các bạn. Ngon. Các bạn ạ, mình cảm thấy cuộc đời mình hạnh phúc quá, bởi vì lần đầu tiên trong đời mình ăn được cái bờ cơm ở bên ngoài vườn như thế này. Không biết tại sao nữa, chắc là tôi làm clip cho các bạn ăn thì tớ mới ăn ở ngoài vườn này thôi, chứ ngày xưa tớ ăn ở ngoài đường cơ các bạn ạ. Các bạn có biết tại sao không? Tại vì mình ham chơi quá cho nên là bố mẹ mình đuổi mình ra ngoài đường ăn đó các bạn. Mình cầm theo cái bát cơm đi luôn, như thằng ăn xin vậy. Đó. Nhưng mà mình cảm thấy ăn ở trong vườn như thế này hạnh phúc lắm rồi các bạn ạ. Hạnh phúc hơn ở ngoài đường các bạn ơi. Cực kỳ là hạnh phúc luôn. Chắc là mình hạnh phúc quá, cảm động rơi cả nước mắt luôn các bạn ạ. Các bạn ơi, bây giờ thì máy quay đang sắp hết pin, mình sẽ phải lên mình lấy sạc nha bạn. Mình sẽ sạc vào nha các bạn nha. Đốt miếng. Mình sẽ để cái bát cơm ở đây các bạn ạ. Các bạn đừng đi đâu nha, các bạn hãy ở đây trong vài giây nha các bạn nha. Ok, mình sẽ đi lấy sạc. Ok các bạn ơi, mình đang chuẩn bị cắm sạc cho cái máy này rồi đó. Ok rồi nha các bạn nhé. Ok. Mình sẽ kiểm tra qua cái sạc này xem sao. Ok, đang sạc rồi các bạn ạ. Đó. Mình đã kiếm xong, mình đã lấy xong được cái sạc rồi. Thì bây giờ mình sẽ ăn tiếp cái bữa cơm cùng các bạn nhé. Hey. Mình thấy mệt quá đi các bạn ơi. Ok, mình không than thở nữa, bây giờ mình sẽ ăn tiếp cái miếng trứng này nha các bạn nhá. Bạn ạ, ngon cực luôn. Các bạn có thấy cái miếng trứng này không? Trứng này á. Ơi.
này là như nào thì mình cũng không biết nữa, bởi vì là mình chết nó rồi các bạn ạ. Các bạn thông cảm cho mình nè. Ok, đây, đây là miếng ớt đó các bạn ơi. Đỏ lom lom luôn. Đỏ như củ chuối đỏ đó các bạn ạ. Các bạn biết chó chuối đỏ không? Chuối đỏ là chó đuổi đó. Cay cực đúng. Cay làm đó. Mình ngồi đây mình bị muối rồi các bạn. Mình bị muối đốt đó. Ok. Bây giờ thì mình sẽ ăn cái miếng trứng tiếp theo nha các bạn ạ. Đó các bạn. Các bạn ạ. Thực sự là rất là ngon luôn các bạn ơi. Cuộc đời mình 20 mấy nồi bánh trứng rồi mà mình chưa được bao giờ ăn được một cái bữa cơm ở ngoài vườn như thế này các bạn ạ. Thực sự là rất là ngon luôn. Còn đâu toàn hồi từ bé đến giờ mình toàn ăn là bữa cơm ở ngoài đường rồi nha các bạn ạ. Các bạn có biết ngoài đường là gì không? Đi ăn xin đó. Cũng chẳng phải đi ăn xin cho lắm đâu. Và bố mẹ mình đuổi mình ra ngoài đường bởi vì mình không được quá, mình phà vào các bạn nhỉ. Đấy thì mình bây giờ mình được về nhà rồi các bạn ạ. Mình sẽ ra một cái clip là mình ăn ở ngoài vườn với các bạn nhá. Ui cay quá các bạn ơi. Giàng ơi cay quá. Giàng ơi. Sao lại cay như thế này? Tao bò vứt bỏ ơi rồi cơ mà. Thế này chỉ thấy tao à. À. Ok các bạn. Các bạn ơi. Giờ này còn có cái con bọ con muỗi gì luôn các bạn ạ. Các bạn ơi, máy bay nó tới đón mình rồi các bạn có nghe thấy tiếng máy bay không? Bay giờ tới đón mình đó. Nhưng mà không biết đến năm nào thì nó mới đón tới thôi các bạn ạ. Ôi ôi. Ngon quá rằng ơi. Mình vừa ăn một cục qua một cái đoạn ở quả ớt mình lại cay họng rồi các bạn ạ. Các bạn ơi, cay cực luôn. Cay quá mình không ăn được luôn các bạn ơi. Đâu nhỉ? Sỏi quá bạn ơi. Đó. Bạn có thể thấy là cái bữa cơm của mình nó có thịnh soạn không? Ngon không các bạn? Mình sẽ bây giờ mình sẽ chuyển sang ăn mấy cái hạt cơm này nhé các bạn nhé.
mời tất cả các bạn nhé. Mình ăn xong hết bát cơm rồi các bạn ạ. Các bạn ạ, mình chuẩn bị là bị nắng rồi các bạn ơi. Mình do mình chưa ăn hết cơm cho nên mình vẫn phải ngồi đây nha các bạn nhé. Mình chưa muốn về đâu các bạn ạ. Mình tối nay mình trốn mẹ ra đây, mình làm cái clip này cho các bạn xem các bạn. Mình sẽ ăn cơm của các bạn nhé. Thì trốn mẹ đi các bạn ạ, cho nên là mình không về nữa. Đó, mình cứ ngồi ngoài này thôi các bạn ạ. Ngon cực kỳ luôn các bạn ơi. Mình sẽ ăn tiếp nha các bạn nhé. Sơi vào được một hai cái hạt thì nó đã sặc rồi. Mình hít mạnh quá, mình hít vào cổ họng mình bị sặc các bạn nhé. Cực kỳ là kinh tởm luôn. Mình lại ăn tiếp. Nghe mình chứng nhé các bạn nhé.
Ok các bạn ạ. Mình vừa chạy ra ngoài một tí. Hơi nắng các bạn ơi. Hơi nắng các bạn nhé. Xung quanh mình rất là lắm gà nhé các bạn nhé. Lên gà nó kêu ầm luôn. Bạn ơi, mình ăn sắp hết rồi các bạn ạ. Mình tiếp tục mà ăn các bạn nhé. Các bạn có thể thấy là mình đang rất là bị nắng các bạn. Mình vẫn phải ngồi đây mình ăn với các bạn luôn. Mình ăn tới khi nào xong thì thôi các bạn. Các bạn ạ, này mình đi ăn hết. Đây mình đi ăn hết rồi các bạn ơi. Ok các bạn ạ, bây giờ thì mình sẽ ăn hết cái bát cơm này luôn nhá. Thật ra cũng đắng lắm rồi các bạn ạ. Các bạn thấy mình ăn kinh khủng không? Thì hôm nay mình sẽ kết thúc video tại đây nhé. Các bạn nào thấy video này hay thì các bạn hãy cho mình xin một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký nhé các bạn nhé. Ok, xin chào tất cả các bạn.